Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ vào ngay cái nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, đó chính là Eco Cry Peak. Và nhiệm vụ của hôm nay chúng ta phải đi lấy cái 4 cái lồng đại bàng. Và vấn đề tại sao là nó hiện nay cái nhiệm vụ nó nằm ở đây, thì nãy mình vô là nó vô hẳn luôn cái nhiệm vụ rồi. Thì để mình bắt đầu luôn. Thì vấn đề là nó trong cái nhiệm vụ này sẽ cho mình 4 cái rồi sao ta Rare Feathers. Nó sẽ cho mình 4 cái Rare Feather, mình sẽ được nâng cấp luôn cả cái cái khung đằng sau để mình đựng cái cung của mình. Cái này là cái nâng cấp cuối cùng luôn. Hiện tại là mình cũng đã nâng cấp trước đó khoảng 3 lần rồi. Thì bây giờ cái cuối cùng mình nó yêu cầu mình còn phải có 4 cái lông Rare Feathers. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm luôn. Cũng may là cái nhiệm vụ này nó kêu là mình như là nhiệm vụ thứ bao nhiêu á là mình bắt đầu á là nó có cái này luôn, cho mình làm luôn cho tiện, không cần phải đi tìm tại cái nó cũng khá là khó. Ngoài ra thì cung mình cũng nâng cấp đầy đủ full hết luôn rồi, này đi làm khá là lâu và mình nâng cấp hết rồi. Club cũng vậy, cái này mình nâng cấp mạnh nhất hiện nay luôn. Spear cũng nâng cấp hết luôn. Mồi Stingbomb cũng nâng cấp. Ghostback, nói chung nguyên mấy cái đống nào mà có hơi cam mà không có đề số nữa là mình đã nâng cấp hết rồi. Do này mình cũng đã nâng cấp đồ đựng, có thể tăng số lượng lên đem rất là nhiều. Hiện tại là chỉ còn cái này là mình chưa có tìm ra. Với cho skin thì mình tìm ra được 2 cái mà còn thiếu 1 cái, nhưng mà cũng chỉ mới nâng cấp được khoảng 1 trên 4 cái mà thôi. Tại badger skin rất là khó kiếm. Cave bear thì mình cũng kìm được một vài cái, tuy nhiên thì nó mấy con gấu này nó là thuộc loại cave bear với gấu thường nên nó trốn rất là kỹ, mà muốn tìm được mấy con này không phải chuyện bình thường. Và nói chung thì nếu các bạn muốn unlock mới được mấy cái này thì các bạn phải nâng cấp cả nhà của tụi kia. Thì nhà bên kia mình đã nâng cấp hết luôn, hầu như tất cả cái nhà nằm hiện nay mình cũng đã nâng cấp hết rồi. Đó, như các bạn thấy đây thì mình đã nâng cấp hết rồi, Volga, Shayla này nọ vân, trừ cái nhà của mình là mình chưa nâng cấp xong. Tại vì nó có cái badger skin rất là khó kiếm. Phải nói thật là vậy, badger skin. Cho nên nếu mình có thêm 2 cái badger skin nữa thì mình sẽ ưu tiên ốp cái nhà của mình trước rồi xong. Và làm cái kia sau, tại vì mấy cái dụng cụ này á, 3 cái dụng cụ này thì mình cũng ít có xài. Nâng cấp cho full cho đủ đi thôi chứ mình cũng không có xài nhiều. Hunterbell, trap nó đem chữ đem trap rồi đem shard, cái mấy cái này để đánh lạc hướng thôi, cho nên cũng không xài nhiều, cho nên cũng không cần lắm. Nhưng cái này thì mình cần cho nên mình làm luôn. Hiện tại đây cũng là game vụ chính cho nên mình làm cho nó chuẩn luôn. Ok, để mình trèo lên đây cái đã. Ồ yeah, khó đó. Dùng đây cái rồi. Ôi, đáng lẽ là mình phải đưa đẩy mạnh vô rồi bấm detach chứ phải bấm A. Mình cứ tưởng là bấm A. Rồi để coi cái coi ra. Grapple. Đây có cái nút đây. Go up đây, kéo lên. Nó bảo là mình phải trèo lên tới đỉnh luôn. Khoái thật. Đây có chỗ lên checkpoint. Và chúng ta phải tìm được 4 cái lông hiếm. Cái lông hiếm thì phải nói sao ta, nó khá là khó. Nếu như mà mình không có làm nhiệm vụ này thì hoàn toàn mình không biết đi nào tìm. Nếu mà bạn muốn tìm được cái lông này đó, các bạn phải đây một các bạn phải đi tìm con đại bàng. Được một cái nè, được một cái rồi nó lại nó biết ngay là mình thấy nó biết thế nào nó cũng quay lại nó đánh mình. Kệ, cứ để nó đi đánh đi, miễn sao nó rơi cái lồng xuống là được rồi. Rare Feather có nghĩa là mình nghĩ là mình nên đi đổi chỗ ra, tại vì một cái mỗi chỗ mình nghĩ là sẽ có một cái cộng lông. Ơi hết hồn. Trời, cái chỗ đó mình cứ tưởng là lên được. Trời, mấy em đã té chết rồi. Mấy con chim này thường là cái lông mà lông hiếm á, là các bạn chỉ có thể tìm chim đại bàng thôi. Còn nếu mà các bạn nào muốn tìm một cái lông thường để nâng cấp đồ bình thường á, thì các bạn có thể chạy lên phía bắc như chỗ là có vùng tuyết á. Nếu bạn nào đang chơi từ game này thì ngay cái vùng tuyết nó có cái lông của mấy con chim thường á, các bạn có thể nâng cấp đồ. Ồ, cái chỗ này sao khó lên nhỉ, cái cây có vấn đề nha. Và hiện tại là game này mình cày khá là nhiều tiếng liên tục. Ồ, có vẻ như không được ổn cho lắm. Rồi lên được nè. Này là gì đây? Mình nói các bạn biết là mình có nâng cấp cái cây này luôn. Cái cây này là cái cây thứ hai so với cây ban đầu. Cây này dùng cầm bằng hai tay. Còn cái cây ban đầu mình cũng đã nâng cấp tới cấp cuối cùng là nó nhìn hình thù nó sẽ ra như thế này. Đốt lửa kiểu luôn, rất là đẹp. Và cây này cài cầm hai tay nhá. Cái gì đây ghê thế? Con gì? Ủa mấy con rắn. Vãi rắn. Có vẻ như thanh niên này không được may mắn cho lắm. Mình nghĩ là mình nên đi tiếp tục. Ui, rắn nữa, rắn nữa. Bỏ nó ra, trời nó rắn đau quá. Này thì rắn. Gặp mấy con này chắc vô là ngâm rượu hết. Ui, làm gì mất máu ghê thế. Elder Wood. Hay là mình đủ luôn cái Elder Wood để mình xây cái kia rồi. 35 cái, nãy mình hay mình nhớ là mình được 33 cái rồi. Đi coi còn đường lên nào nữa không. Đúng rồi, chính xác luôn. Phải có đường lên chứ, tại cái nó kêu mình lên đỉnh luôn thì mới có này nó lông vũ với mình. Để mình bắn thử xem nó trúng nó nhỏ này không. Bay lượn lượn trên đầu vậy bực mình ghê á. Khó bắn quá. Ý, hình như mình nghĩ rằng kia nó có kìa. Làm sao nhảy qua đây trời. Ôi, ôi, bỏ tôi ra. Cái con này. Ôi, 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 ghê vãi luôn. Mém nó té rồi, ơi đây, chuẩn luôn. Tránh ra chỗ bố lấy, giờ mà ý kiến không? Bố bắn chết bây giờ. Hey. Giờ mình tiếp tục đi chỗ này đó. Lên. Lên. Cái chỗ này bám được không ta? Có chắc chắn là mình bám được không nha? À không. Rappel to the next boy. Ôi, ôi, hên quá. Lên, 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 lên. Tại mình thấy cái chỗ này nó chớp sáng, tức là nó phải rappel hay gì đó. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Còn cái nào không ta? Trời ơi, cái con này nó nhây. Bố chưa bắn mày là may rồi đó. Thường á là nếu bạn mò sát con này nó sẽ có cả rare feathers. Tuy nhiên thì mấy con này bay khá là nhanh và khá là khó để bắn. Đây, hướng lên đây. Tại mình thấy được có 3 cái rồi. Vẫn chưa đủ luôn. Cho nên thấy phải có cái gì đó. Đâu đây. Còn một cái nữa. Để có đằng kia, đằng kia. Ngon xuống đây, ngon xuống đây. Wow, 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 wow. Cái này đúng là ngàn cân treo sợi tóc á. Ok, đủ. Dive into the water. Ê, cái này giờ mình nâng cấp được luôn nè. Chuẩn luôn. Nâng cấp được rồi. What the... Thiệt luôn hả? Ôi, hên quá vẫn còn sống. Vì bây giờ mình cũng đã lên mà xuống dưới đây rồi. Ồ, hoàn thành. Mình cứ tưởng nó nhảy xuống rồi chết rồi chứ. Ồ, chuẩn luôn. 1140 kinh nghiệm. Ý, cộng skill rồi. Để nâng cấp luôn. Hiện tại là mình cũng khá là nhiều skill. Và mình đã nâng cấp gần hết rồi. Survival skill. Mình tính là mình sẽ nâng cấp cái skill này nữa. Nó sẽ có chỉ cần 3 điểm skill thôi. Tuy nhiên thì cái này mình không cần thiết cho lắm. Này cũng không, này cũng không, này cũng không. Tại vì mình nâng cấp đồ, mình kiếm đồ là hết rồi, cho nên những cái này bắt đầu nó vô dụng rồi. Cho nên để coi mình thấy nào cũng được thì mình lấy. Nâng cấp luôn. Mình thấy cái hunting skill sau này bắt đầu có vẻ như tiện lợi hơn cho mình để bắn súng này nọ, nhưng mà để mình nâng cấp cái này đi. Cái melee resistance là tức là những thằng nào đánh bạn trong phạm vi gần bằng những cái cây dao hay gì nó sẽ giảm cái độ sát thương. Và này là cái thứ hai các bạn buộc phải nâng cấp, thì mình cần khoảng 12, 4 skill tức là 6 skill nữa để có thể nâng cấp được cả hai. Là hai thứ mà mình thấy thấy ok nhất. Ok xong. Thì nó đồng thời lớn giúp mình nâng cấp luôn cái này, nó khá là tiện. Arrow Weaver nâng cấp được lên 48 cái cung. Đây, hiện tại là mình có 3 cây cung. Có cái cung bắn một lần 2 cây. Khá là hay. Và một cây cung ban đầu. Cây cung ban đầu thì cây này mình cũng đã nâng cấp khoảng level 2 thôi. Là level 2 của nó là full rồi đó, thì nó tới đây là hết rồi. Sau đó thì lên tới cây cung khác, longbow. Cây này thì được cái ngắm xa hơn, chính xác hơn, thì mình thích cây này hơn. Còn cái cây hai kia thì nó được cái bắn phát sát thương cao hơn thôi. Để coi craft gì đây. Armorer. Giờ bây giờ mình đã đủ đồ user crafting ability 100 lần. Dữ ha. Ok, hiện tại là nó đang rất là ngon rồi. Mình không cần phải đốt cái gì hết á. Để coi. Thường là hình như nó share cùng cho nhau hết, chứ mình cứ ráp hết cho rồi. Hallwood hả? Hallwood có lẽ mình trong đó mình đầy rồi. Bom mình cũng có. Cái này là kiểu như là dao găm á. Dao găm mà mình có nhiều loại dao găm, như là mình mới nâng cấp cái Kapla Shop. Rồi gì đó. Hình như là để chọi thôi, kiểu như các bạn đánh phạm vi gần, các bạn up một cái skill là các bạn take down này, xong các bạn cầm cái shot các bạn lên chọi thẳng cái mặt thằng đó là nó chết luôn, một phát là chết ngay. Có 3 cái, là một cái như trong build shop, rồi một cái, hai cái còn lại là mình nâng cấp. Ok, và đã hiện tại đã xong nhiệm vụ rồi, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ khác luôn. Hiện tại là mình những cái outpost như bạn thấy là những cái cục xanh lá cây á, như cái cục fast travel xanh lá cây trước đó là từng một cái outpost thì mình chiếm xong hết luôn rồi. Hiện tại là mình chiếm khoảng được 11 cái outpost, 11 trên 12 cái outpost gì đó, trên 15 cái outpost, 16 cái outpost gì đó thì mình biết là vậy. Và có những cái gọi là campfire. Campfire cũng là khoảng 11 cái luôn, mình được khoảng 11 cái luôn trên 16 cái. Hầu như là cái map bây giờ mình cũng đã mở gần hết được, trừ khu này mình chưa có mở. Khu này cũng chưa có mở nè. Và để coi, còn khu này cũng chưa mở nè. Khu dưới này, khu dưới này và khu bên này là nó hết map luôn á. Thì theo mình nghĩ mình còn khoảng một cái đây, một cái outpost ở đây nữa. Chế độ khó mình đang tìm cách để đi vô, tại vì nó không phải dễ. Hầu như mình có những cái trên đây tốt, những chỗ nào đỏ đỏ mình làm trên đây đều thuộc lại ngay một cái, ngay đây có thuộc lại very hard, đánh rất là mệt nhọc. Nhưng mà mình chỉ các bạn một cái thủ thuật nhỏ là các bạn lại những vùng nào gần đó có voi mammoth như chỗ này đi, thì các bạn thường là chỗ này elder các bạn kiếm một con dòng mammoth á, như chỗ này đi, bạn kiếm chỗ nào mà có mammoth á thì các bạn cứ lại đó các bạn xem. Và các bạn dùng cái kỹ năng mà trong skill nó có, như là cái kỹ năng đây nè, cưỡi mammoth. Các bạn dùng cái kỹ năng này, các bạn cưỡi một con mammoth là nó sẽ chạy lại cho đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bạn tấn công bằng mammoth, hầu như bạn phải đánh một nguyên cái outpost thể chế độ very high các bạn chỉ trong vòng 10 phút, không quá lâu cũng không cần phải đột nhập, trừ khi các bạn nào stealth hết cỡ thì mới may ra. Tại nếu các bạn nào chế độ very hard, các bạn mà không stealth, nó chỉ cần nó báo động một cái là rất là đông. Và thường nếu bạn nào không nâng cấp đồ đánh sẽ không lại. Này rất là cho bò, bắn nhiều cái nó không chết. Ok, mình nghĩ là mình nên làm những nhiệm vụ tiếp theo. Gì đây? Caros the Warrior chế độ khó. Đây, chế độ khó thì mình cũng không nghĩ là khó đâu, tại vì nó kêu là cái nhiệm vụ này nó bảo là mình phải có Mammoth Rider. Thật tức cái nhiệm vụ mình vừa mới nói cho các bạn xong luôn, mình sẽ cho các bạn coi luôn. Mammoth Rider, cái điều khiển Mammoth này chạy một vòng cũng khá là thú vị, và nó tạo cái độ dễ cho sự từ game này. Câu số cái là mình hiện tại là mình vẫn chưa tìm ra. Ok, mấy cái này thì mình cũng không có cần nữa lắm. Nói chung đầy đủ hết rồi. Thịt thì cũng chỉ là kiểu như các bạn có đem mấy con gấu theo á, thì cái con mà đi theo bạn á, thì các bạn cho nó ăn tấn công người khác, rồi lỡ mà nó có chết thì các bạn dùng lấy hồn sinh nó lại. Còn để kiểu hồn nó lại như lúc đó thôi. Còn lỡ mà nó chết luôn rồi các bạn muốn hồi sinh, các bạn bật phải bật cái bảng hồi sinh đó, các bạn bật nó xới. Có đi hướng này mà ta cưỡi cho nhanh, các bạn hồi sinh nó lại thôi. Tuy nhiên thì cái vấn đề đó thì nếu các bạn nào mà lỡ làm cho nó chết rồi á, thì các bạn buộc phải ở đâu từ từ để mình kiếm đường lên như ta. Các bạn buộc phải dùng cái lá đỏ red leaf, các bạn hồi sinh nó lại. Và cái bạn nào mà ra khỏi cái vùng lạnh như thế này, các bạn nên nâng cấp một cái gọi là crafting. Các bạn vô đây các bạn nâng cấp cái kỹ năng của cái ông này. Thì ông này nâng cấp kỹ năng của cái cây mà cầm hai tay, đam rất là cao và rất là bền. Và nó một cái nữa là winter clothing. Cái này là cái nâng cấp cuối cùng luôn. Nó có ba cái nâng cấp. Là nâng cấp cái đầu tiên là nó chỉ giảm tăng thời gian lên, nó chỉ tăng thời gian lên khoảng 10 phút. Thì cái này là cái cuối cùng, là nó là bảo đảm cho các bạn là hoàn toàn luôn, các bạn không bị gì hết khi mà ra mấy cái vùng lạnh như thế này. Đáng lẽ là mình phải nó hiện là một cái thanh khô, nếu như bạn nào có coi tập trước thì các bạn sẽ rõ. 1000 XP khá là thấp. Tom Udam, bây giờ mình sẽ tấn công Udam. Violet, Fight the Mammoth. Giờ chúng ta phải đi tìm một con mammoth để chúng ta cưỡi. Cũng không quá là khó, nhưng mà tại mình cưỡi cũng phải cả chục lần rồi. Mình lôi con này từ cái vùng này sang cái vùng khác để đánh. Fight them. Cái gì vậy? Từ từ để mình xuống cái đã. Một headshot đứng đó mà nhìn. Hiện tại là mình cũng không cần phải hồi lại, tại vì mình đang cố gắng nâng cấp một cái skill. Kiểu như các bạn chỉ cần tốn một cái thanh gỗ, các bạn có thể hồi lại mấy cái thanh gỗ, mấy cái cung. Cho nên bây giờ mình cung đồ cái thứ mình cũng rất là nhiều rồi, cho nên mình cũng không cần phải cái này phải đưa cho con thú mình đánh mới được. Mấy tụi này kỹ nó không thích hợp với mình luôn ấy. Không cửa đánh lại mình, tại vì mình nâng cấp đồ quá nhiều rồi. Tại mình giờ cái cây này khá là mạnh, mình chỉ cần chữa một phát tụi nó chết liền. Mình coi chừng á. Leo chèo. Cái cây này khá là mạnh đấy chứ, mình thích luôn đấy chứ. Đây, lấy con mammoth thôi. Rồi, chuẩn luôn. Cưỡi là bá cháy, nhưng mà mỗi lần mình cưỡi con này á thì coi như là nó cái con sư tử mình chạy mất tiêu luôn. Ok, destroy the Udam bone trees là sao ta? À đây, mấy cái cây này nè phải phá hết. Phá mỗi lần mình phá mà thành công nó hiện lên thành màu vàng. Con này nó phá kinh dị thiệt luôn á, nhưng mà nó cũng trâu bò nữa. Nếu các bạn đánh bình thường á mà bạn không nâng cấp độ thì đánh con này rất là lâu. Mình có làm một vài nhiệm vụ để làm lấy cái mammoth skin của con này, và rút ra kinh nghiệm là các bạn nên đừng nên đánh với con này khi mà bạn chưa nâng cấp đồ, tại vì nó rất là trâu bò. Và nếu các bạn nâng cấp đồ kiểu như full như mình hồi nãy á, như này á, thì các bạn may ra các bạn đánh nó lại rất là dễ. Bạn dùng cái two hand á, cái vũ khí mà cầm hai tay á, thì các bạn hãy đánh nó dễ dàng hơn. Còn chứ mà cái vũ khí mà bạn yếu ban đầu á, hầu như đánh gần như cái tết thắng được con này, hoặc trừ khi các bạn đánh có con beast đi heo, nhưng mà phải hộ mệnh mỗi lúc mọi nơi luôn. Cái thằng này nếu bạn bắn bằng tay á, thằng này rất là châu bò nếu mà bạn nào vũ khí yếu. Nhưng mà với con mammoth nó chỉ cần hút một phát là đi luôn, cho nên đó lý do tại sao mà mình dùng con mammoth hầu như từ A tới Z. Được, chuẩn vãi luôn. Thử hỏi cái con này mà nó bị kẹt thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Rồi giống như mấy thằng này nè, nếu bạn nào level thấp là coi như tạch luôn á. Những thằng đó rất là trâu bò và Ồ, nó giết hẳn một con Mammoth mà nó chống không lại một con. Ghê đấy nha. Rồi, thanh niên đâu? Này thì nhìn. Này thì đứng đó mà nhìn. Rồi, chạy đi đâu? Má, văng tút lần kia. Rồi, còn chỗ nào nữa? Tới hả mày? Tới hả mày? Tới nè, tới luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu, chạy hả mày? Chạy nè mày. Đâu đâu, giờ anh chắc nguyên một con Mammoth được còn được nữa chi là mày. Hai thằng ăn nhầm gì. Chạy hả mày? Ồ, tụi bay nên chạy là vừa đó. Nghĩ sao vậy? Không có cửa. Đánh cái gì? Rồi, chuẩn luôn. Rider Mammoth is hurt. Hurt? Hurt là cái gì ta? Như là con bố của nó hay sao? Con lớn á. Con này con nhỏ hay sao? Hoặc là con hurt là bạn bè hay gì? Mình chả hiểu. Dismount the Mammoth. Ok. Đừng đánh tao nha. Go Mammoth. Ôi, wow, 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 làm gì chạy ghê. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Làm gì tấn công mình ghê vậy? Biskill. Các bạn đừng dại mà đánh cái con này khi mà... Ôi, nó giết luôn con hổ của mình rồi. Nó còn đạp lên con hổ đấy, con sư tử hổ của mình đi chứ. Vậy mới. Đây mình sẽ đánh với các bạn coi con này đánh như thế nào. Con này rất là cho bò, các bạn buộc phải chạy qua chạy lại chục lần luôn á. Nếu bạn nào tiền thể bạn nào có đánh chết được một con Mammoth á thì các bạn skin nó để sau này nó có một số upgrade á. Các bạn sẽ cần tới Mammoth skin. Cho nên cứ lấy skin khi nào mọi bạn có. Trời ơi, té giặt mặt luôn. Rồi xong, chết. Đó, xong, hiện tại là đã xong. Chết một con nhưng mà phải giải cứu con này nữa chứ. Dễ mời. Đó, hiện tại là nếu các bạn là con này gục tạm thời á, thì các bạn cho nó ăn thịt là sống lại thôi. À, ngoài ra cái chàng bạn trước mắt có một con sói trắng, con này là con rare. Thường cái con này con duy nhất mà thuộc lại rare nhưng mà nó không có toát ra mùi hương như là mà tập trước mình có nói. Các bạn cứ giết con này đi rồi sẽ được một cái gọi là rare rare wolf white wolf skin. Đây thì mình đập thử ra. Con này đúng tôi là không có cửa đánh với con mình. Thì mình nhớ là cái con này màu trắng skin wolf. Đúng rồi đó, rare white wolf skin. Và hình như có con khi con nhỏ xíu, con thôi. Các bạn nào đánh con kiếm con nào dễ dễ mà đánh là sẽ qua ngay. Ok, và mình bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ mới rồi. Skill mình được một skill rồi. Ok, mình đang để dành cho cái skill này 3 skill spoil. Bây giờ mình đã làm xong cái nhiệm vụ vừa rồi rồi. Đây, con Shayla, Jayma chứ. Có một cái nhiệm vụ mới. Cũng hơn là mình có một cái campfire mà mình chiếm gần đó. Cho nên rất là tiện khi mà mỗi lần fast travel này kiểu. Ok, mình cho con này ăn cái đã. Rồi xong mình đi nhận nhiệm vụ cái. Cũng tiện là cái mình chiếm một cái campfire gần ở chỗ này. The top I'll only fit at night. À rồi, hiểu rồi. Cái con đó nó chỉ xuất hiện như bằng tem thôi. Bây giờ mình sẽ tạm nghỉ một cái. Tới nightfall, ok. Tới, ngủ. Đợi ngủ, cái tới đêm là mình sẽ nhận nhiệm vụ. Tại cái nhiệm vụ này chỉ có ban đêm mới làm được thôi. Chuẩn luôn. Đó. Giờ chuẩn bị trời tối rồi. Không ít nhất thì cũng bình minh chắc cũng làm nhiệm vụ này được. Ok, nhận được nè. The Talk Elk. Mình có biết đọc con này sao? Elk. Elk hay là con nói sao nữa ta? Mình bắt một con hay sao ta? Tại đã trước đó mình có từng bắt một con, mấy con elder rồi, thậm chí là mấy con rare luôn. Mấy con rare mà elder thì nó màu trắng mà cái sừng nó màu đỏ. Mình bắt khoảng 2-3 con. Và cái gì mà nó chớp chớp đã vậy? Mà mấy con elder thường thì nó lại màu đen. The part of the fireflies. Đó mấy cái này là đom đóm. Hiện chi mình thấy nó chói sáng sáng, nó chỉ đường cho mình. Và mình kêu là mình phải đi theo nông đó, cái đống những cái đống nông sáng chắc là sẽ dẫn cho tụi nó. Cái kia đó. Checkpoint nè. Wait for the tall elf. Trốn đi hả? Ơi nó kìa, nó kìa, nó kìa. Ơi đó chính nó. Con này con đặc biệt nè, mà nãy mình cũng mới nói luôn. Con này thì mình đập rất là dễ rồi. Không biết có nên giết nó không nữa. Nó đây là làm gì vậy? Má nhắm chăn hả? Ê đi vô lại là sao không nổi? Udam à, tụi Udam đang tới. Mình phải đánh cái này trước khi mà tụi Udam tới. Mình sẽ cho cái con đó đi đến cái con đó, tại vì cái con nó dư sức đánh mình không? Đi chặn với tụi Udam cái đã. Tụi Udam này không có cửa đánh lộn với mình. Mày nghĩ mới là ai? Ok. Đi ngủ đi, tối rồi. Đó, rồi mình sẽ để cái con này xử lý cái con Outalk này. Nhanh thôi. Mà nó mất dấu con kia rồi. Đây, con này tự động quay lại. Con này không có tựa quá lộn cho lắm. Nhưng mà mỗi lần nó hút bạn rất là đau, nhưng bạn đánh từ đằng sau nó ok ngay. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Con này đánh nó khá là dễ, mình đánh nó rất nhiều lần và nó cũng không hẳn là khó. Rồi, chuẩn. Nhanh, quá nguy hiểm. Trail Labors. Mình nghĩ là mình đã... nó được cái rare nữa nè, El Carcass. Trail Labors back is... Rồi, ok, chuẩn luôn. Cái khu này... Còn một cái loại mà nữa là nó chạy tới và lui luôn. Nó còn một hệ loại nữa là gấu. Ê đây, vừa mới nhắc luôn. Gấu rồi này không phải gấu thường mà gấu hang động, cho nên mình sẽ giết nó luôn, tại vì mình cũng đang cần để nâng cấp đồ cái kiểu. Nhưng mà con này không phải dạng thường. Con này các bạn phải đánh rất là chịu khó, đánh rất là trâu bò, tại nó không phải gấu thường. Bear skin. Và được một cái bear skin. Thì mình cũng đang cần một cái bear skin đâu rồi. Đây, cái bear skin mình cần thêm một cái nữa. Nhưng nãy giờ cũng hơi là mình gặp được một con à. Và nếu mà may mắn nữa thì mình nghĩ là mình muốn cặp thêm một con nữa để mình xử lý nó luôn. Tại mình đang rất là cần. Đâu rồi ta? Thường mấy cái con này kép bear thì nó chỉ xuất hiện cao lắm spawn được vài lần thôi, chứ không có spawn nhiều. Cho nên mình nghĩ là chắc có lẽ mình phải, nếu bạn nào thấy nó không spawn nữa thì các bạn rất là dễ, các bạn chỉ cần về cái chỗ nghỉ á, các bạn nghỉ một ngày tới sáng, khoảng tới until dawn á, là nó sẽ khoảng sẽ xuất hiện một con nữa. Thì mình biết là vậy. Cũng không khó lắm. Ok, mình đi về đây nhiệm vụ rồi nè. Nhiệm vụ như vậy là mình làm cũng khá là dễ và cũng khá là nhanh. Mình cũng không ngờ làm nhanh đến vậy. Những cái nhiệm vụ phụ á, là những nhiệm vụ chiếm này nọ thì mình cũng đã làm hết để đẩy nhanh tiến độ, để kiếm thêm kinh nghiệm để mình nâng cấp đồ. Thì cũng khoảng hơn sau một ngày thì mình cũng đã tìm được khá là nhiều thứ và mình nâng cấp khá là ổn định rồi. Cái này kêu là cái stash để các bạn hãy kiểm tra hàng ngày, nó sẽ cho các bạn đồ đạc nếu các bạn cần. Mình vẫn còn thiếu 2 cái skin cho con Badger mới ghê chứ. Udam có nhiều nhiệm vụ để mình coi thôi. Mình nhận từ từ luôn cho rồi. Dwayne went. ما تجيش حرس. دي نواش نسكاوتي ما مفادي. تيكان شام غوار غواردو حافتشو غواري. هسكا ودار حافتشو غوار سانشا. ما تجيش غوار. كو تيسو هسكا ودار. ماجيش كوار وروسي مشالارش و أرش ماجيشا يمادي بالتي هيناتشا تو هاسكا وانتار بوها Ô, sao chỗ này tự nhiên bây giờ nó mở thêm một khoảng nữa ngay đây. Blood Fang. Giờ chúng ta sẽ đi săn con Blood Fang Sabertooth. Và săn con này chúng có nghĩa là chúng ta được quyền bắt nó. Đây là cái nhiệm vụ phụ nhưng mà có vẻ hơi chính đối với mình. À, Beastmaster Hunt đây, Presca Hunt. Chuẩn luôn. Snow Blood Wolf Hunt. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ok, để hiện tại là để mình coi xem còn nhiệm vụ nào mình nhận được luôn, nhận luôn. What the fuck? Cái đó mình nghĩ là mình sẽ làm riêng một tập để đi bắt mấy cái con đó. Và hiện tại mình sẽ quay nhiệm vụ khác đi nếu có. Hàng này cũng nhiệm vụ chính nè. Cái gì mà sao cái lửa bộ nó ghét mình hay sao đó. Eye for an eye, mission app để thương, map menu. Eye for an eye. Đổi một mắt, lấy một mắt. Con gì đây? Bloodstock Mammoth Hunt. And it's rain. Chúng ta phải giết con mammoth khổng lồ mà con mammoth kinh dị gì đó. Nói chung có vẻ khó đó. Chỗ này ngay đây, nhiệm vụ gần ngay đây. Nên là mình ở fast travel ngay đây gần nhất. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái tập riêng, có lẽ là mình sẽ chỉ đi săn ba cái con đó. Có lẽ là cái tập này là tập 5 và sau đó thì mình sẽ quay ba cái đó khoảng vào tập 6 tập 7 nữa sẽ hay hơn. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ quay luôn. Ok, để đi tìm đường đi ra khỏi cái chỗ này cái đó. Rồi, chỗ này giống như muốn bị sập vậy á. Cũng hết á, là mình có nâng cấp áo quần đầy đủ rồi cho nên ra chỗ tuyết này mình không có sợ lắm. Caros the Warrior. Và những cái vũ khí này nọ để đánh này nọ cần thiết thì mình cũng đã nâng cấp hết luôn rồi. Hầu như là hết luôn rồi. Bom này nọ mình không có dùng cho nên mình cũng chả nâng cấp, nhưng mà cũng chỉ là mấy cái thứ mà mình còn thiếu ở cân cũng có nhiêu đó thôi. Thôi coi là mình không nên chơi con này. Con đó là Elder Mammoth. Mấy con nào nhỏ xíu hơn thì các bạn có thể cưỡi, chứ mà cái con nào mà nó bự như con đó thì các bạn thua, chịu thua. Nhưng mà mình cũng không thích điều đó cho lắm, mình là thích nếu các bạn nào có thể nâng cấp được những con bự hơn, như là lúc đầu bạn cưỡi hổ gì các bạn, sau này các bạn được cưỡi được mấy con Sabertooth răng nanh hổ này, những con hổ răng nanh bự như thế này thì ít nhất các bạn cũng thể cưỡi từ một cái con thường như là con mammoth nhỏ sang con mammoth lớn thì nó sẽ hay hơn chứ. Vấn đề là mình không thích điều đó. Con này con gì vậy? Phải con gấu gì không ta? Thì mình cứ đánh thử đi. Bỗng chiến giữa hai loài. Mình nghĩ là con gấu này gấu nâu chứ là... Rồi biết ngay, gấu nâu. Tại vì cái con mà gấu trong hang động á, nó rất là trâu bò và nó màu đen và nó có sẹo trên mặt nữa. Cho nên mình thấy là lạ khi mà nó xuất hiện ở chỗ này. Thường ở chỗ này nó sẽ không xuất hiện. Nhưng mà để coi. Đi nhận nhiệm vụ coi nè. Lẹo ơi, đi. Để mình tìm đường lên coi. Có vẻ xa như vậy. Có hai thanh niên đằng kia. Cũng không yên tâm cho lắm. Cái chỗ nhận nhiệm vụ đâu ta? À, chúng ta phải đi đường vòng nữa hả? Để mình xử thằng này cho. Này thì nhìn. Đó, chuẩn luôn. Đi. Đồ thì mình cũng không chảy còn lụm tại vì mình nâng cấp hết luôn rồi cho nên mình cũng muốn lụm luôn, như mình nãy mà mình bỏ thời gian mình ngồi chơi mình lụm đồ hết luôn rồi. có những chỗ có những cái đồ món đồ cụ thể, cho nên các bạn buộc phải tìm những chỗ đó chứ không thể nào mà lượm đồ tùy được. Mấy hàng này cũng không có gì đồ gì nhiều ngoài mấy miếng thịt. Thịt thì các bạn có thể nhìn cái con mẹ gì, cái gì đây, sao tự nhiên mình vô cái chỗ này mà không biết gì hết vậy. Rich Caros in smoke. Cầm cái gì? Ồ, chuẩn luôn. Cái cây này khá là mạnh, cây này mạnh lắm luôn á chứ. Đấm một phát là chết ngay. Các bạn nếu các bạn muốn xài và muốn làm nhiệm vụ dễ hơn thì nâng cấp mấy cái cây này nó sẽ hay hơn. Mình là nâng cấp cả full máu luôn rồi. Gặp mấy thằng này mình không ngán cho lắm. Còn nếu các bạn nào chưa nâng cấp những gặp như thằng này thì các bạn buộc phải đánh nó 2-3 lần liên tiếp nó mới chết, hay là mệt. Còn những cây này đam quá cao rồi, chưởng một phát mà không chết chắc tao nghĩ chơi game luôn quá. Còn mỗi mình hay đó. Nhìn cái gì? Rồi đi, xong. Hey, đi tìm có một thằng mà một đống đứa chết. Đi tìm hướng vô cái vậy. Cái map nó không có chỉ cụ thể lắm à. Mình nghĩ là chắc mình đi quẹo lại nó cũng có cái hướng vô đâu đây như phải. Không ta? Cái gì trắng trắng không biết có vô được không nữa. Để mình chèo xuống thôi. Sao cái chỗ vô nó mơ hồ nhỉ? Chắc trong kia chắc mình để nhảy mình qua phát luôn đi. Ôi ôi má, mém nữa. Ok, chuẩn cơm luôn. Chắc vô tới hang động luôn rồi. Mà sao tự nhiên địch luôn ngoài quá trời, mà thằng này trốn vô đây được hay vậy? Okay, give the green leaf to Caros. Đưa nó cái cục xanh lá cây. Leave the cave with Caros. Dư sức bố xử lý hết mấy thằng này. Bố nói em. Nghĩ sao vậy? Bố một phát ngay đầu. Chuẩn men, chuẩn cơm mẹ nấu. Đâu rồi? Sao đóng vậy? Chuẩn cơm mày nó. Ê, cái cây này quánh đã ghê á. Đâu rồi, đâu rồi? Thanh niên kia đâu rồi? Muốn nói đi em, để anh xử cái thằng bên trong đó. Mày nghĩ mày đánh ai? Mày tưởng mày mặc mày ngon hả? Ê, chết cha, xin lỗi. Mình lỡ mình đánh trúng con này nó gục luôn. Không phải là mình thằng kia nó đánh mà thằng này mình đánh một cái bóp ngay đầu luôn. Mình xin lỗi em yêu, xin lỗi em yêu. Em yêu vẫn cute, vẫn đẹp gái. Ăn thêm miếng nữa nè, thịt còn nhiều lắm em. Ê, thanh niên, tỉnh vậy? Má, đợi tí, đang cho khổ ăn mà nó chạy lon ton tục vậy ba. Ê, bình tĩnh ba, lỡ tụi kia chạy ra sao? Vừa mới nhắc luôn. Kẹt mẹ rồi, cái thằng này đánh ăn đánh thì không được cái gì mà cứ đứng chắn đường. Nhiều lúc có cái nút sát đao mà mình cứ quen bấm cái nút này luôn rồi. Escape the cave, ra em ơi. Ra chưa? Nó chạy hướng này rồi. Shaja, Magshanchi, Yuta, Takkar, Caros Kwaifadahata, Masbrashtar, Shirash. Magmarwa, I shy you, Miss Sushnusas. Machira, Waicha Sujinafmas. Rashta. Nợ máu trả bằng máu luôn. Thằng này có vẻ như móc mắt thằng này xong cái thằng này trả nợ dí thằng kia, kiểu như thanh toán nhau thời tiền sử à. Chuẩn vãi. Chắc này ông nội của mấy thời tụi Yakuza. Ok, ngoài mấy nhiệm vụ Master Hunt ra thì có trên này có cái bonfire nữa. Chế độ khó hả? Cũng được, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cái này mình sẽ không làm trong clip. Đây là mình sẽ quay nhiệm vụ chính thôi. Mà cái đó xem mình sẽ đi chiếm luôn, tại nó cũng mình nghĩ không là không quá khó đối với mình hiện tại. Tại mình cũng nâng cấp đầy đủ rồi, mình cũng chấp tụi nó luôn rồi. Đánh một phát tụi nó văng đùng nó chết luôn mà. U lead the Udam trap out. Cái thằng mà tên Un á, nó dẫn đầu cái tụi Udam. Mình không biết đó tụi nó là ai nhưng mà thôi kệ. Một skill nữa. Rồi gọi hoài ta. Ok, để coi. Bây giờ mình sẽ kiếm nhiệm vụ mình làm luôn. Shayla, Ranger Hunter track a piece for the village. They need a fast hunter. Ok, mình nghĩ là ở gì? The Red Best Piece. Này cũng chỉ mới là ba cái nhiệm vụ Beastmaster Hunt. À đây, có nhiệm vụ nhỏ này đây. Bully Chema the Hunter, Hard High XP. Take down a Mighty Mammoth. Dễ. Nãy mình cũng đánh một con, còn gì nữa. Không quá là khó. Cho nên để coi. Ok. Con gấu chó của mình đâu rồi? Lộn, con hổ cute của đâu rồi? Đây. Cưỡi cái nhẹ. Lên em ơi, đi. Con này được cái chạy nhanh. Sức khỏe cũng mạnh nữa chứ. Nhưng mà bị cái là stealth nó cũng chưa gọi là stealth hẳn, nhưng mà nó vẫn có stealth so nó ít đó, nhưng mà bị cái nào thấp hơn con chó sói. Còn mạnh hoàn toàn á, thì có con Sabertooth cuối cùng á, thì con nó thuộc lại mạnh hoàn toàn luôn. Con này được có 4 điểm thôi à. Con kia tới 5 điểm lận. Ok, tới. Xuống email, chúng ta có việc phải làm. The Rapist. Cung gắn đây luôn ta. Được hay cung miễn phí nè. Read the Winter Hunting Ground. Ok. Tới luôn. Cô bé xa, hơi cưỡi cho nhanh. Cưỡi cái nhẹ. Cái nước mình không thích á là cái nốt cưỡi với cái nốt cho ăn á, nó bị trùng lập, cho nên nhiều lúc các bạn chỉ có thể cho ăn hết, mà khi nó full cây máu á thì các bạn mới thể cưỡi được nó, còn không mình không thể nào cưỡi được luôn. Mình không nó nên khắc phục cái lỗi này đấy. Mình thấy hơi phiền hà, tại vì nhiều lúc á các bạn vô tình thì các bạn mới bấm cưỡi, mà cái con khi lúc mà con nó chưa full cây máu thì cũng tùy lúc mới có thôi, còn những lúc như bình thường là các bạn buộc phải đợi nó full cây máu rồi nó mới Order rồi. Talk to the lead. Nói chuyện đi. Then we hunt together. The mammoth is close. Later here. Reach the mammoth. Đi hỏi. Ôi con mammoth tối bên kia kìa. Đi gọi họ lại cái lại. Reach the mammoth. Có nên giết nó luôn không ta? Tại con này không phải là quá khó đối với mình. Hello. Thường mấy con này con bự rồi. Bự thì thường nó mình sẽ không chèo được mà nó sẽ quay lại cho mình luôn. Hổ, hổ, chạy hổ. Trời ơi đứng đó làm cái gì vậy? Từ từ đó để mình nó gục rồi. Ôi ơi nó đụng một phát mình té dập mặt luôn chứ. Nữa hả hổ? Thiệt luôn hả? À. Có là mình sẽ để con hổ đó chết tại đó đi, mình sẽ lùa con này sao, lùa con này trước cái đã. Thường con kia mà chết á thì mình có red clip để hồi sinh nó lại, không có sao hết. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau từ đây. Đây, mình sẽ gọi nó lại. Con hổ của mình chết rồi. Revive, đồ mình còn nhiều, không sao. Tại mình cũng không muốn đánh liền bây giờ tại vì đây. Ô từ từ đó. Mình nghĩ là mình nên đánh cái cây này nó sẽ hay hơn. Ok. Đánh con này các bạn phải chịu khó dùng thịt nhiều vô để treo con quái thú của mình á, để cho nó ăn. Đó, ăn đi em. Và các bạn nên ngồi chỗ nào mà cao hơn mà nó không thể đụng tới như chỗ này nè. Và đang đánh đó. Và đánh sau lưng nó chứ đừng đánh trực diện nha. Nó đánh mình chịu không nổi đâu. Và đánh cứ đánh tập trung đi nữa, tập trung đi đít đó. Rồi là theo thế hẳn rồi gọi là thông đít. Đó, thông nhiệt tình vô. Và nếu như các bạn gần hết máu cái gì vậy, trời. Các bạn lên đây cái đã. Những chỗ mà nó lên không được á thì các bạn lên những chỗ này nè. Mình hồi cái con này đó. Mẹ làm ăn dở quá. Thôi gục xong chuẩn luôn. Con này mỗi lần các bạn cứ chịu khó cho nó ăn nhiều vô. Tại vì con này đánh rất là được việc. Rồi cứ lấy luôn cho tiện. Con này cũng phải con lớn chứ phải con nhỏ. Chúng ta được còn một skill nhá, 3 skill đủ rồi, đủ nâng cấp luôn, chuẩn luôn. Ok, mình sẽ về thành nhận nhiệm vụ mới. Ôi, các bạn nếu các bạn nào muốn nó làm nó nhanh hơn như mình đó, thì các bạn chịu khó nâng cấp đồ trước đã rồi hẳn đánh với những cái nhiệm vụ như thế này. Nhiều nội thế này theo mình biết là cũng nhiệm vụ phải ho trở lên. Chứ đồ khó. Cho nên chịu khó đánh một tí và nâng cấp đồ. Có điều là mình chưa có làm 3 cái Miss Master Hunt thì không thể nào làm ba cái kiếm được 3 cái con mạnh như kia được. Damas Krauhadandaf, Winjabardar Sapwi. Udamai Watanibar. We do. Winja Udam Barash. Hai. Maskatash. Winja welcome mission after Memino Magmenu. Ê, cái thằng đa gì đâu rồi? Ôi, lỗi vậy. Ôi, chắc không, mình nghĩ là chắc nó đi ra ngoài rồi. Để đi ra ngoài coi tại cái nhiệm vụ nó còn vấn đề ở bên phía bên kia đó. Ủa, cái này đâu vậy? Ủa? Ủa? Cái quái gì vậy? Thôi để mình về lúc này cho lẹ. Đó, cái này sẽ nhanh hơn chứ khoảng đi bộ về. Bấm phát là tới luôn. Ok, qua bên đây cũng có một cái nhiệm vụ nữa nè. Chuẩn lên. Đây, vô nói chuyện. Takkar, Unisaja. Surke, Hirakis Kwan. Kwaisa Udagwa. Sushelhai. Izil. Winja wan tarwai karish. Hai. Hadram. Se alia. Hinacha. Sushelhan winja twarisa. Karwi wa bauga. Marte bishwa. Se shaius laudra guasha. Ma alia praste atti. Usushelhain salga Takkar. Hinasta winja lausha. Có lẽ là đó là cái cách mà nhanh nhất để giải phóng linh hồn của thanh niên. Có vẻ thanh niên này mình cũng nãy mình cũng nói là nó cháy nguyên người rồi, kiểu nó sống cũng khổ, cho nên cũng chả làm gì nên làm gì khác ngoài hơn là để nó chết luôn cho rồi. Mình cũng không muốn nói là sao cho nó nghe nó có vẻ thiện hơn, nhưng mà theo mình nghĩ là vậy. Tại vì sống mà bị đến mức độ vậy mình nghĩ chết thì cũng vẫn sẽ sướng hơn nhiều. Ok, thanh niên này đá với mặt mình tập trước rồi. Giờ làm cái gì đó mà tao coi được cái coi. Không thì chặt nó cái tay bên còn lại. Giờ nó chơi nó điều khác con chó nè. Vãi chứ. Thanh niên rảnh không biết làm gì làm. Má nhà đang làm chuẩn bị mà mày đi ngồi mày điêu khắc. Ok, để mình làm vụ ông kia cái đó. Ông recover strap of the one shot totem from the Udam. Đâu để coi coi. Cái nhiệm vụ ở đây của thằng này cái đã. Door of Udam. Help the survivor anger when show welcoming body. What the fuck? Đó còn một cái nhiệm vụ đó đâu ta? Đây đây đây. Tensei the shaman check the Wencha who were captured by. Ủa cái này có vẻ hay hơn đó. Ok, để coi The Lost Totem Mission added to map menu. Hiện tại là mình đang đi làm cái nhiệm vụ đó đây. Để mình bật cái map lên coi. Đây, nhận nhiệm vụ ở chỗ này. Cái đây là cái nhiệm vụ cuối cùng mình quay trong tập 6 này. Sói trắng rồi. Thường mấy con sói trắng này nó thường đi theo bài đàn. Đi cỡ khoảng 3 con đi đằng sau nó màu đen. Thì các bạn nào muốn tìm cái skin con sói trắng á, thì cứ tìm ngay lúc đó là ok ngay. Cứ mỗi một ngày nó sẽ refresh là cái daily stock của các bạn, là cái đồ đựng đồ của các bạn, thì nó sẽ cho những bạn những cái đồ đặc biệt, cho nên các bạn cứ check hàng ngày, thì lâu lâu nó sẽ ra một cái skin là lạ cho các bạn. Fire the Taken Wencher. Track the captured with hunter vision. Đi hướng này hả ta? Nếu nào ta... À đây 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 đây. Hồi nãy mình nhìn mình tưởng bước chân hay gì đó. Tới giờ làm việc rồi. Xuống. Ồ, nghĩ sao vậy? Ok, xử lý nó xong rồi này. Search. Có vẻ như có gì không ổn rồi. Còn nóng luôn cái ghê với mà khó bồng bọc luôn á. Đi hướng này hả? Còn máu chạy ra tới đây. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tuốt đằng đây luôn hả? Ghê thế. Sao dừng mất tiêu rồi ta? When try fight back, almost escape. Gần như là trốn thoát nhưng mà không phải không trốn thoát được. Có gì đó không ổn ở đâu đây. Ngay đây hả? Chỗ này không biết có không ta? Ồ, tới checkpoint nè, checkpoint chắc đúng rồi đó. Thì mình lặn xuống mình tìm coi. Đúng rồi, chính xác luôn. Chân lên đây hướng này. Có vẻ nó đã trèo lên rồi. Mình trèo lên được không ta? Chỗ này thì không. Thì có lẽ mình sẽ đi qua hết chỗ này luôn đó. Ngay chỗ này đúng rồi. Much bigger rock. Dưới này cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Ồ, bị cái là con hổ của mình bị bỏ lại. Udam pass. Ồ, 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 ồ. Chết mẹ ơi. Đường nào đi lên lắm cho nó vậy ta. Lao được. Vãi thật, đường nào đi lên ta. Mình cần phải đánh tụi này. Thing is strong, you will burn. Có cách nào để trèo lên không ta? Isla Camp. Ok, mình nghĩ là... À đây, đây, now this one. Ồ, có một cái cam ngoài đây nữa hả? Ghê vậy. Chỗ này có nên lên không ta? Có mình thấy cái rappel nhưng mà làm sao để lên được chỗ này? Đây, đây, à đây. Chuẩn lên. Trèo lên, trèo lên, trèo lên sẽ nhanh hơn là mình đi bằng cái kia. Track the captured adventure. Ê, hổ sao mày lẻn vô đây được hay vậy? Từ từ nha, để mình spot địch cái đã. Chim này sẽ có tác dụng là spot địch cho mình. Và thằng địch đứng đâu nó sẽ thác luôn thằng đó. Ủa cái gì nữa đây, có một cái vụ trận chiến hay sao ta? Now break the sun walker camp. Đây còn ai nữa không ta? Burn. Mình nghĩ là mình sẽ chơi stealth hết cỡ luôn. Nếu được. Bắn cái này cái đã. Một thằng nhá. Ok. Mém là tí nó phát hiện ra mình rồi. Những thằng này nó đóng vai trò với mấy thằng sniper vậy á. Ok, có vẻ gì thằng nào đã thấy mình thì sao ta? Bắn xa nổi không ta? Thôi mình spot thiếu vài thằng nè. Có kỳ đó là sau lưng nha. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Một thằng này bị cái một phát ngay đầu, tội vãi đái luôn. Ê, mình không để tụi nó phát hiện ra được. Ê, sao hổ em lại xuống đó làm cái gì? Mình phát hiện luôn rồi. Phải xuống cứu hổ thôi. Ê, lộn chỗ rồi. Mình cứ tưởng chỗ này nó có cái độ nào lên lại chứ. Nhưng hồi cho mình để mình revive con hổ lại quá. Ôi cái chỗ này, à cái chỗ ban đầu. Cái chỗ này, cái khúc mà mình vô ban đầu đây. Khúc này hơi căng ấy chứ. Mình trèo lên lại cái nhẹ rồi. If your piece skill, à đây, con hổ mình chết rồi. Thì mình revive nó cái này ra. Hổ thì mình dư sức, mấy thằng này đánh dư sức mà lại. Có lẽ tại tụi nó đông quá, giờ là tụi nó phát hiện rồi nữa. Ôi, Rambo mẹ luôn cho rồi. Ôi, nhớ rồi, đúng rồi, những cái thằng như thằng đó đó. Khá là trâu bò. Revive. Những thằng này tốn thời gian để đánh là giống gì hết đó. Nếu bài nào take down nó được thì take down luôn, tại vì mình nếu bài nào có chịu khó nâng cấp đồ á thì take down luôn thì sẽ hay hơn. Đã nó đi. Mình sẽ phá cái chỗ này ra. Đốt luôn, đốt hết. Được chưa ta? Đốt hết luôn. Không chừa cái gì hết. Này đốt luôn hả? Ừ chắc đúng rồi, đốt luôn. Đốt luôn. Đốt hết, không chừa một cái gì hết. Cái đống này sao ta? Toàn người chết không à? À, còn cái này nữa. Quật nó đi em. Để anh xử lý, đi xử lý cái này đã. À, ok. Cởi chói rồi, quên cha. Quên cha. Ui, làm sao phá cái này ta? Thử đánh cái này coi. Tao tới giải cứu mày nè. Ồ được, ok, chuẩn rồi. Kill the remaining Isla. Muốn nói đi em. Đi giải cứu người mấy người còn lại rồi đã. Yo, where are you? Anh tới đây. Ôi, tự động gỡ luôn. Mấy này kiểu như đợi sẵn rồi. Đấy, kiểu như đợi sẵn chỉ cần đứa. Mình còn chưa đập cửa đó mà. Đúng là mấy thanh niên đợi chỉ có đợi sẵn, đợi người vô đón thôi là đập cửa đi ra luôn. Ui, má mẹ này té dập mặt rồi. Đi thở rồi, lộn đi thổ rồi. Chàng cái nào. Hoàn thành xuất sắc công việc. Rất đáng để tán dương. Lý đại hàm. Chuẩn cơm. Đâu rồi ta? Leave the camp. Chuẩn luôn. Thế là xong. Mình cũng nghĩ Orson krekti wersi silah. Moheyochte. Oi oi neki beiresi. Oi oi battarei. Nakuai bida. Kisilahwe. Jotsi wersi. Tod. Wenjawe. Achtor. Đấy, rõ ràng mình đánh hết rồi mà ta. Thôi, hên quá, dưới này con chỗ ra cái chỗ ban đầu mình tới luôn. Escape the flames. Hên quá. Bà nghĩ Peter chơi được tôi rồi, còn kêu là nó tên là battery vậy. Thì nếu mà gì đó là mình chỉ được quyền phục vụ một mình bả. Nghĩ sao vậy? Bố không có phục vụ ai hết. Ok. Đấy, thật sự là mấy bà này cũng không có trình độ để đánh bố nữa. À, giờ bố chém hết. Gấu đâu, gấu. Em yêu, đâu rồi? Ôi, thấy cục xanh xanh rồi, không thấy đâu hết ta. Hên quá, đồ nghề còn nguyên, mình cứ tưởng kiểu như nó bị bắt cái kiểu này nó sẽ mất hết đồ nghề. Nó không ngờ là mình cũng không ngờ là nó thảnh thơi đến mức độ vậy luôn á. Vãi thanh niên. Headshot. Thiết nghĩ là mình đã đập nó luôn cho rồi. Mấy này củ chuối vừa lờ luôn, nghĩ sao vậy? Củ chuối thế này. Không, chúng ta cũng không có cần con báo làm cái gì, đập nó luôn cho rồi. Tiện vừa lờ. Đập luôn cái chỗ này. Thiết ghét. Ê, cái gì, cái gì? Mày nghĩ mày chơi ai? Ê, cái thằng đó nhìn giống cái thằng cắt tóc gần nhà mình á. Để đầu bữa có ba. Hey, giờ ung dung đi ra chỗ này là được rồi đó. Má là chỗ này được thêm một lần đó. Thằng thêm bằng quỷ rồi trên đây nhảy xuống là tao tán. Tao tán. Thách tụi bay nhảy xuống thêm phát nữa. Nó thì con gấu mình đâu bị gì đó. Ấy, sao mày đứng đây? Ra đi, nhanh. Không nổi. Và có lẽ hôm tập hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây. Và có lẽ cũng là đủ cho một tập khá là dài này rồi. Và nếu các bạn nào thích và hãy bấm like và subscribe cho channel của mình để coi thêm nhiều video clip Far Cry Primal nữa nha. Để coi hình như sau này mình nghĩ là có thêm một cái cutscene nữa, đợi tí. Lầy đến nỗi lầy, con nhỏ kia nó bắt mình phải làm dưới chướng của nó. Éo, nghĩ sao vậy? Bố mày vậy mà làm dưới chướng mày sao? Sushel Hainbe wins a salwata. Mas brastaris. Shayu guarsta. Shajan, Sushel Hain's watchan. Sam winja huhinacha. Battery. Hasta. Sustugistar. Charda hapuris. Battery wins a seat that he's not damshadaha. Udanasu. Samprasti, battery waidam. Sadwis waidam. Sustugistar, Purbijanha, Purtangi, Sasam, Snardagua, Upaila Buha Guarpati, Machi Battery, Madita. Marca Kataka.